Tất nhiên Epsos vẫn luôn nổi tiếng là một trong những môi trường dành cho Gen Z với một môi trường cực kỳ năng động. Đó là một trong những lý do mà mình cảm thấy môi trường ở đây thực sự tuyệt vời. Để mà nói về cái duyên với AIC thì chắc là nó là sự cộng hưởng giữa AI và cái duyên với Epsos. Trước hết là cái duyên với AI thì trước khi ra trường mình cũng may mắn nhận được một giải thưởng tương đối lớn về AI. Và sau khi ra trường thì mình tiếp tục công việc về AI tại một công ty tương đối là lớn ở Việt Nam. Cái thứ hai là về mối nhân duyên với Epsos thì mình cũng có nhiều anh chị và đồng nghiệp có làm việc tại đây rồi và cũng đã nhận được nhiều lời mời. Sau đó thì một lần tình cờ mình có xem được cái bài phỏng vấn của anh Phong trên Vietcetera và mình có tìm hiểu bởi vì rất là tò mò. Anh Phong là một chuyên gia rất là nổi tiếng về AI tại Việt Nam cũng như tại Viện Nghiên cứu Mila. Thì mình tìm hiểu và mình biết được đến cái chương trình AIC tại Epsos. Đó là lý do và một trong những lý do lớn nhất sự cộng hưởng giữa AI và Epsos mang mình tới đây AIC. Mình là người trẻ cho nên là mình luôn mong muốn tìm kiếm một môi trường trẻ trung năng động. Thì tất nhiên Epsos vẫn luôn nổi tiếng là một trong những môi trường dành cho Gen Z với một môi trường cực kỳ năng động. Đó là một trong những lý do mà mình cảm thấy môi trường ở đây thật sự tuyệt vời. Đồng nghiệp, con người cũng như là tất cả những anh chị em lãnh đạo ở đây cũng đều là những người trẻ và có cái sự nhiệt huyết, năng lượng rất là lớn. Chính vì thế mà chúng mình có thể trao đổi, tương tác với nhau một cách rất là thoải mái và dễ dàng. Đặc biệt là trong cả những hoạt động ngoại khóa như là thể thao, ăn uống, đẹp nữa. Chính vì thế mà mình thấy đây là một môi trường tuyệt vời để chúng ta làm việc. Để mà nói về cái điều mà mình tự hào nhất ở AIC thì chắc là phải nói về cái định hướng lâu dài và kế hoạch dài hạn của nơi đây. AIC đang từng bước khẳng định tên tuổi của mình trên trường quốc tế. Thứ nhất là chúng ta có đội ngũ lãnh đạo rất là giỏi và những chuyên gia hàng đầu. Đồng nghiệp của chúng tôi thì là những người rất là trẻ, nhiệt huyết và tài năng. Và kết hợp với đó thì AIC có các đối tác, những partner là những công ty, những nghiên cứu hàng đầu về AI trên thế giới. Kết hợp với nền tảng của Epsos và văn hóa làm việc ở đây nữa thì rõ ràng là chúng ta có thể thấy được cái định hướng dài hạn và kế hoạch lâu dài của AIC để trở thành một đơn vị cung cấp giải pháp AI đẳng cấp quốc tế. Thì đây là điều khiến mình tự hào nhất về AIC. Như mình đã nói thì môi trường ở AIC thực sự là một môi trường dành cho Gen Z. Ở đây thì các anh chị lãnh đạo rồi các bạn đồng nghiệp đều là những người rất trẻ và nhiều năng lượng. Chúng tôi tạo ra một môi trường gần gũi, hòa đồng và chúng tôi có một quan niệm đó là làm việc hết mình nhưng chơi cũng hết mình. Chính vì thế nếu như các bạn vào đây thì chắc chắn là các bạn sẽ thay đổi cái quan niệm đó là môi trường làm việc của dân công nghệ thì rất là nhàm chán. Để mà nói về người ấn tượng nhất thì chắc có lẽ là sếp, chính là anh Phong. Dù từ khi mình vào đây thì vẫn chưa được làm việc trực tiếp với anh Phong ngày nào. Tuy nhiên là anh em cũng họp với nhau rất là nhiều. Có những hôm thì họp từ sáng sớm, có những hôm phải họp đến tối muộn bởi vì hiện tại anh Phong đang bên Canada và anh em bị lệch múi giờ. Tuy nhiên là bất kỳ thời điểm nào thì anh Phong cũng cho thấy mình là một người rất nhiều năng lượng. Cách truyền đạt rồi cách trao đổi của anh Phong rất là gần gũi hiện đại và giúp mọi người gần gũi nhau hơn. Để mà trả lời câu hỏi được và mất ở AIC thì chắc là rất là dễ thôi. Được thì được rất nhiều. Mình được làm việc, được sáng tạo, được yêu đời, được cống hiến và phát triển. Còn về mất thì hiện tại vẫn chưa mất gì cả, nhưng mà hy vọng trong thời gian tới mình sẽ mất đi sự cô đơn này.